iPhone 11 đồ ha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video tròn các bạn ơi. Thì lâu lắm rồi chúng ta chưa tròn đúng không? Lần này chúng ta sẽ làm một video tròn nha các bạn. Thì dạo gần đây những bạn nào mà thích xài điện thoại thì chắc các bạn cũng biết đến rằng là iPhone mới vừa ra một cái điện thoại mới, đó chính là iPhone 11. Thì thật ra mình không hiểu tại sao người ta có thể bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy chỉ để mua một cái điện thoại. Nhiều lúc tôi không hiểu luôn, mấy người này tiền bỏ tiền lớn mua điện thoại làm gì ta? Trong đó có tôi. Mình đùa với anh em thôi. Thật ra là mua điện thoại là sở thích của mọi người. Những bạn mà là fan của iPhone thì tất nhiên là ra iPhone tất nhiên là phải mua thôi. Trong đó có mình thì mình cũng rất là thích iPhone cho nên là ra cái là mình mua liền ha. Thì đây chính là chiếc điện thoại iPhone của mình đây các bạn ơi. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm gì nào? Mình sẽ sử dụng chiếc điện thoại iPhone này để tròn nha các bạn. Mà tròn ai? Tất nhiên là tròn con Sammy rồi chứ ai? Nó nữa các bạn. Cái mặt hay ghét. Tròn nó các bạn ơi. Bởi vậy đôi lúc tôi nghĩ trong đầu là không biết tôi có nên mua cho Sammy một cái điện thoại iPhone 11 giống như tôi hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc mà mua liền thì chán lắm. Mình phải tròn các bạn ơi. Mình phải tròn xong rồi mình mới mua cho thì mới vui đúng không? Mà tròn bằng cách nào nào? Các bạn hãy cùng nhau đi theo mình nha. Chúng ta sẽ cùng nhau lập kế hoạch và tròn con Sammy nước nha các bạn. Ok, let's go. Hey, trời ơi, từ nãy giờ tôi chui vô cái nhà kho tôi kiếm mãi mới ra các bạn ạ. Mệt ghê luôn á. Đây, đó chính là đạo cụ dùng để tròn nè các bạn. Bên đây các bạn thấy là tưởng điện thoại không phải đâu, cái này là cái ốp lưng thôi. Đây chính là cái ốp lưng có gắn mấy camera nè, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Bạn thấy cái ốp lưng này nó có gì lạ không? Các bạn thấy cái ốp lưng này có gì đặc biệt không? Đó. Đó chính là cái ốp lưng này của nó là nó có in cái hình của ba camera nè các bạn. Gắn cái điện thoại vô nữa là nhìn giống y hệt như cái iPhone 11 luôn. Đó. Còn đây chính là cái iPhone 7 của tôi nè mọi người. Đây, cái iPhone 7 này của tôi là đã bị hỏng rồi, các bạn thấy không? Bị bởi màn hình đó nè. Bởi màn hình mất tiêu rồi cho nên là tôi đã bỏ cái iPhone này rồi. Và bây giờ tôi sẽ đem nó ra để làm đạo cụ để tròn nha. Cái iPhone này kết hợp với cái ốp lưng này cộng lại với nhau sẽ thành cái iPhone 11. Mấy ông hiểu không? Đây tôi sẽ cho mấy ông coi nha. Bây giờ tôi chỉ cần gắn cái ốp lưng vô trong cái điện thoại này. Đó. Thế là xong. Bây giờ là nó thành cái iPhone 11 luôn rồi. Các bạn xem nè. Đây, mấy ông xem nè. Nếu như mà nhìn từ xa thì chắc chắn sẽ tưởng là iPhone 11 luôn á. Nhìn nè, tôi sẽ đưa ngoài xa nha. Đây, tôi sẽ để ngoài xa cho mấy ông xem nè. Chỉ cần lắc tay nhẹ như thế này thôi là người ta nhìn vô là người ta sẽ tưởng cái này là iPhone 11 luôn. Tôi chắc luôn, tôi chắc 100% là tưởng iPhone 11 luôn á. Rồi. Và dụng cụ tiếp theo chính là cái hộp iPhone 11 đây. Đây cái hộp iPhone 11 của tôi. Và cái hộp này là bên trong của nó là không có gì nha. Đó, không có gì cả. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái điện thoại này vào bên trong đây. Bỏ úp như thế này nè. Nó không bỏ vừa bạn ơi, nhưng mà thôi kệ, mình cứ nhét vô đại thế này đi. Đó, sau tôi đóng lại. Ok, bây giờ chúng ta đã có được một cái iPhone 11 khoét. Cái này mà đem đi mà đưa cho con Sammy là nó mà tưởng iPhone 11 thiệt là thế nào nó cũng mừng ơi là mừng luôn. Ôi trời ơi, mừng ơi là mừng. Nhưng mà mở ra xong phát hiện là cái iPhone 7 bị hư. Chắc là nó giận tôi lắm luôn phải không? Nhưng thôi kệ, cứ tròn luôn đi. Tròn đi, sống đầu mua cho nó cái mới. Ok, let's go. Ok, Adfriner. Và bây giờ mình sẽ chơi trò này thử cho mấy. Và sau đó bấm tìm kiếm, kéo xuống phần mô tả để tải. Các bạn sẽ thấy có một cái ứng vào trò chơi hình cây chổi ở giữa. Đó, rất là dễ nhận biết luôn. Đó chính là phần mềm iClick di chuyển nha các bạn. Đó, chạm vào màn hình nè, đặt nó. Mình đã cài di chuyển nè. Và chúng ta sẽ cộng ứng dụng lên luôn nha. Né những cái cây ứng dụng iClick này chúng ta không thể. Đó, rồi né mấy cục này ra. Đó, sau các bạn sẽ ăn từng cái quả anh đào ở trên. Sau đó đợi và là chiến thắng nè, chiến thắng nè. Ta-da, win rồi. Đó, ứng dụng iClear đã quét xong. Và trong lúc các bạn đang chơi mà lỡ các bạn bị chết á, bạn là máy của mình sẽ được an cắm vào trong cái phần tiếp tục và không có nổi một con virus nào có thể gọi là xâm nhập vào cho chơi tiếp tục nha. Đó, đơn giản vậy thôi là chúng ta. Vì vậy cho nên chiếc điện thoại cũng chơi rồi, không có lo phải chơi và không lo bị virus tấn. Ok, và tiếp theo là mình thấy ở bên dưới nó có cái phần là skin nữa các bạn. Đó, hình như cái này là như mình rất là ưa thích luôn. Vô thử phần skin thử xem nha. Ôi, trong đây có skin đặc biệt nè, skin sử thi, skin huyền thoại, skin mèo. Ôi, ở đây có cái phần là sẽ nhận thử nha các bạn. Các bạn chỉ cần xem quảng cáo thì các bạn sẽ được tặng một cái skin huyền thoại ngẫu nhiên nha các bạn. Cái gì sướng bằng là chơi game mượn tặng cái nào nè. Skin hình con hải cẩu không chịu tải cái ứng dụng iClick. Dễ thương vậy, ok, để mình thử chơi bằng cái skin này coi.
Ôi, con hải cẩu nó bò nhìn dễ thương quá mấy bạn ơi. Nhớ, sau đó ứng dụng ai rồi. Quá dễ luôn. Ôi, ok, mình thích trò này lắm. Mình sẽ đánh giá trò này 5 sao luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ đánh giá trò chơi 5 sao nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng hàng gọi là khó cho các bạn coi luôn nha. Đây, mình sẽ chơi bằng skin quả trứng chiên nha các bạn. Đó, mấy bạn thấy quả trứng chiên nhìn dễ thương không? À, mấy bạn để ý nè, ở kế và chỉ cần vài bước đơn giản như nó có một cái thanh gọi là một cái thanh nhiệt độ các bạn. Khi mà cái thanh nhiệt độ này mà đầy á thì nó sẽ phóng cực kỳ nhanh luôn, mấy bạn coi nè. Còn chừng chờ gì mà không mau mau tải cái ứng dụng này về mà sử dụng chứ. Ta da, dưới phần mô tả và phần bình luận nha, những bạn nào mà muốn tải phần mềm này về có thể kéo xuống dưới và tải luôn nha. Những bạn nào luôn hãy đừng quên. Sam ơi. Hả? Sam. Sao? Anh mới mua cái điện thoại nè. Rồi đây. iPhone 11. Đâu? Thiệt, có tin không? Không. Thiệt á. Ai tin, trời mới ra mà. Đắt tiền chứ. Cái điện thoại đó ít nhất phải hơn 30 triệu lận. Ừ, thì anh bỏ 30 triệu ra anh mua cái iPhone mà. Sao? Sao xa? Thiệt. Không tin. Đây nè. Hàng thiệt á nha. Ừ, nhưng mà cái này là của anh nha, không phải của em đâu. Ủa gì á? Khoe gì? Khoe chứ còn gì nữa. Thấy không mấy ông thấy không? Không bởi vậy yêu lâu rồi, giờ mua cái gì cũng phải là có, thấy không? Mua cái gì cũng phải là mua một cặp, hiểu không? Đó rồi. Ok, nhưng mà anh đâu có nói là anh đâu có mua cho em đâu. Anh có mua cho em mà. Xạo, cái mặt nhìn biết là xạo. Thiệt. Đâu? Đâu? Quay qua đây, nãy giờ anh quay vlog tặng điện thoại cho em. Đâu? Đây nè. Anh mua màu đen luôn, tại vì anh biết em cũng thích màu đen mà, đúng không? Thật luôn. Thiệt, iPhone 11 thiệt á. Thật hả? Thích không? Cảm ơn nha. Trời yêu sợ luôn á. Trời yêu iPhone 11 dễ sợ luôn á. Yêu lắm. Đó, bắn tim. Ê, nhưng mà khoan mở đi. Nói cảm xúc mà khi được tặng iPhone 11 như thế nào? Cảm giác Phong trở nên rất là đẹp trai và giàu có và cảm giác yêu mình. Thôi, nói thừa quá, anh biết anh đẹp trai rồi. Nói cái gì cái cảm giác kiểu đẹp trai, mua iPhone 11 là biết đẹp trai rồi đó. Không cần. Không, đó. Nói cái cảm giác mà khi mà được tặng iPhone 11 á, cảm giác như thế nào? Cảm thấy vui hay là như thế nào không? Rồi, mọi người không, tại vì cái này rất là đắt. Tại vì thị trường bây giờ cái này phải tập. Cái này là tầm 3 hơn 30 triệu, vừa hơn là gần 50 triệu cũng có luôn. Đúng rồi. Rất là đắt luôn. Em đó. Biết iPhone 11 này là iPhone 11 gì không? 11 thôi. iPhone 11 Pro Max. Wow. Pro Max luôn nha, không phải là bình thường đâu. 38 triệu. Đúng. Ôi. Rồi. Thích không? 38 triệu lần đó. Đẹp không? Đẹp không? Ừ, đâu chưa mở ra sao biết đẹp. Đây, nhìn là biết sang rồi, nhìn là biết. Ủa sao lột vỏ bì rồi? Thì anh lột ra để test máy. Rồi tặng quà người ta mà lột ra làm gì, để người ta lột cho nó sang. Chứ bây giờ mà anh không lột ra rồi lỡ đem về nhà bị hỏng hay gì rồi sao sửa đem trả ta? Không cho đổi hả? Không, mình không được đổi, mình đem điện thoại về nhà rồi đem ra đổi sao được? Mình phải kiểm tra máy trước, hiểu không? Rồi nói chung mà được tặng rồi đó. Giờ sao? Cảm ơn bao nhiêu. Cảm ơn thì được gì, bây giờ đói bụng quá nè, đi lấy ít trái cây ăn đi. Ủa mày phải đi lấy xong rồi được mở hả? Đưa đây. Không, để đây không à. Thì để đi, rồi đi lấy giúp anh ít trái cây đi. Phát là giết đó nha. Đúng rồi. Ok mấy ông ơi, thì nói chung là con Sammy nướp nó vẫn là nướp thôi. Nó bị chon rồi các bạn à. Vậy mà nó cũng không hề biết là mình đang chon nó luôn. Trời ơi là trời, tính ra thì cái bộ cô nương cũng khá là thích iPhone 11. Mà mở cái hộp ra mà phát hiện là bị chon chắc là buồn lắm nè. Thôi kệ, lỡ chon rồi, ok. 1 hour later. Xin mời hoàng trưởng. Tên tè bưng theo kiểu công chúa vậy đó. Ok, thôi cảm ơn nha. Rồi mở iPhone ra đi. Mở được không? Ừ. Ngon quá. Mở đi. Hai từ để anh quay cái cảnh mà mở iPhone, quay làm kỷ niệm, quay làm kỷ niệm. Nha. Ok. Đó. Cái là quay kỷ niệm thôi đúng không? Kỷ niệm, quay kỷ niệm. Okay.
apple đấy. Nè giống giống không? Giống không? Quả, 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 quả táo bị cắn. Quả táo bị cắn. Quả là quả xịn, quả là của Mỹ, không quả là của Việt Nam. Rồi. Okay. Trời. Rồi mở đi, mở đi. Lâu quá. Cứng nhá. Ui xịn nhá. Ui cứng nhá. Ủa sao cứng nhá? Ủa gì á? Có dính kẹp. Gì đây? Hả? iPhone 11. iPhone 11 nè, nhanh nè, nè đếm nha. Lại đây, đây đây. Đếm đây mẹ, đây đây, đếm đi, để focus vậy đó. Nè nè, đếm đây nha. 1 2 3 4. À, 4 camera luôn. Cái này là iPhone 12 luôn chứ không phải 11 đâu nha. iPhone 12 luôn á nha. Sam, sao vậy? Hả? Cái mặt giận rồi nè. Mặt buồn hiu à? Thôi nè, cho cái iPhone 11 của anh nè, cái này mới đúng là tặng nè. Ê, đi đây. Xạo á. Bởi camera. Ông đi xa tôi ra đi. Ok các bạn ơi, con Sammy nó giận mình rồi các bạn ơi, vãi nồi thiệt. Thôi, 11 tặng nha, 11 tặng được không? Đừng có xào, tí tặng lấy cái cũ đưa tôi cái gì, trời ơi. Ok, ok, thôi nè em ơi, có lẽ là thôi được rồi, nghe ngày mai mình dẫn nó ra mình mua một cái iPhone 11 mình dằn mặt nó, hiểu không? Ờ, còn nói chung là bây giờ mình cho thì cho anh em xem cho vui vậy thôi. Và nếu như mà anh em muốn mình làm những video cho nhau như thế này nữa thì đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Và mình sẽ tiếp tục làm cho anh em xem nha. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mình làm về cho, cho nên là đôi lúc có những cái nó sai sót, cho nên là mình mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Ok, và những bạn nào mà là fan của iPhone 11 thì nhớ gọi là like video để ủng hộ cho tôi nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em vãi nồi. Bye bye.